大家好，这里是庆美 HSK 人才栏目，我是今天的主持人玉梅。我想给大家介绍一下我们今天采访的非常特别的女嘉宾。首先，我们的客人是一位大美女，非常漂亮，同时她也是一位名人，参加过许多国内和国际选美比赛。值得一提的是，她参加了2018年越南小姐比赛，并获得了媒体美女的称号。我们欢迎范玉林女士。Nghe như mình đã giới thiệu thì chị Linh là nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay, và chắc hẳn là các bạn khán giả sẽ rất là tò mò tại sao mà mình và chị Linh lại gặp nhau qua màn hình máy tính như thế này. Thì hôm nay là một buổi phỏng vấn đặc biệt với một nhân vật đặc biệt, và bởi vì chị Linh thì đang sinh sống và làm việc ở Singapore, nên là để mở đầu thật là ấn tượng thì chị Linh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình thật là ngắn gọn cho các bạn bằng tiếng Trung được không ạ? Xin chào. Tôi là Phan Duy Lý, hiện tại tôi ở Singapore, tôi ở một công ty làm việc, tôi học tiếng Anh 3D, công ty là sản xuất tiếng Anh. Tại vì em nghe ngữ điệu tiếng Trung của chị Linh thì cá nhân em thì cũng thấy rất là hay và thấy dễ hiểu ấy ạ. Thì em nghĩ là nó sẽ liên quan đến trước đấy chị đã học một hoặc là nhiều ngôn ngữ khác mà có tương đồng với tiếng Trung rồi, thì không biết là có phải như thế không ạ? Thực ra là đầu tiên là chị rất là cảm ơn em vì đã có lời khen về dữ liệu tiếng Trung của chị. Tuy nhiên thì chị nghĩ là chắc là phần dữ liệu sẽ cần phải cải thiện rất là nhiều về cái phần các ngoại ngữ khác ấy. Từ lúc trước chị có bắt đầu học tiếng Nhật năm 2013 thì đến nay là cũng hơn 10 năm rồi. Ngoài ra thì cũng có một chút tiếng Anh để thực hiện cho công việc, nên là chắc là nó cũng sẽ có một cái lợi thế nhất định khi mà học thêm ngoại ngữ thứ ba là tiếng Trung. Nếu mà đã có tiếng Nhật và tiếng Anh là một ngôn ngữ, em nghĩ là ngôn ngữ toàn cầu rồi, và em nghĩ là công việc hiện tại của chị Linh thì cũng khá là bận ấy. Thì không biết là lý do gì mà thôi thúc chị Linh học thêm một ngoại ngữ là tiếng Trung ạ? Tại vì là chị cũng may mắn là có cơ hội được làm việc ở Singapore. Hiện tại thì chị cũng đang sống và làm việc tại Singapore. Thì tại đất nước này thì mọi người cũng sử dụng tiếng Trung khá là nhiều. Ví dụ như là khi mà đi ăn hoặc là khi ra ngoài mua sắm ấy, thì cũng gặp rất là nhiều người Trung. Thì chị mới nghĩ là đây cũng là một cơ hội rất là tốt để mình giao tiếp với người bản xứ, cũng như là mình có thể học được ngoại ngữ rất là nhanh bằng cái việc là hàng ngày được sử dụng. Đấy là do vì sao mà tôi thích học tiếng Trung. Chị có cảm thấy tiếng Trung là một ngôn ngữ khó không chị? Chị nghĩ là với đa phần mọi người khi mà bắt đầu học một ngoại ngữ mới ấy, thì đặc biệt là với tiếng Trung thì những phần khó nhất nó là ở phần hán tự. Thì cũng may mắn là tất cả tiếng Nhật rồi, nên là đâu đó thì vẫn có thể liên hệ được với tiếng Trung, mặc dù không giống hoàn toàn nhưng mà vẫn có một chút gì đấy mà khiến chị cảm thấy quen thuộc hơn so với cả những bạn học mới học tiếng Trung hoàn toàn. Còn cá nhân chị cảm thấy khó nhất là phần cái phần dấu ấy, thì rất là quên là ôi không biết là cái chữ này là dấu gì. Thì cho nên là nó cũng dẫn đến việc là chị cũng không biết là cái phần phát âm của chị nó còn đúng hay không, còn nhiều khi mình nói ra một từ nhưng mà không chắc là người bản xứ họ nghe họ có hiểu hay không ấy. Thì chị biết cái phần mà hiện tại tụi em thấy là khó khăn nhất. Thế thì chị có thấy tiếng Trung có một cái gì đấy khác với so với tiếng Nhật hay là tiếng Anh không ạ? Chị nghĩ là có một điểm mà chị rất là thích về tiếng Trung, đấy là về phần từ vựng thì nó rất là gần với cái tiếng Việt của mình, nên là cái từ mình có thể liên hệ được và mình cũng cảm thấy là thân thuộc hơn khi mà mình giao tiếp bằng tiếng Trung. Cái thứ hai nữa là rất là vì từ nhỏ thì cũng mình cũng có cơ hội để tiếp xúc nhiều với cả văn hóa Trung Quốc, ví dụ như là trên phim hoặc là nghe nhạc, hoặc là ví dụ như là trên các nền tảng mạng xã hội bây giờ có rất là nhiều đoạn video clip bằng tiếng Trung mà viral, nên là chính là nó rất là thân thuộc và dễ hơn so với cả người trẻ để nó bắt đầu học ngoại ngữ này.
Em nghĩ là cái phần thanh điệu ấy, không chỉ mình chị Linh mà thực sự tất cả các bạn học tiếng Trung thì hầu hết mọi người đều bị vướng mắc ở bốn cái thanh điệu đấy. Nhưng mà tiếng Trung cũng có rất là nhiều những thứ thú vị để mình có thể khai thác và học hỏi. Và thực ra về cả cả về văn hóa lẫn ngôn ngữ thì em thấy cái độ tương đồng so với tiếng Việt của mình cũng khá là tương đồng ạ. Thế chị Linh có cảm thấy bản thân mình là một người có năng khiếu về việc học ngoại ngữ không ạ? Chị không nghĩ là mình có năng khiếu quá đâu, tại vì lúc mà chọn ngoại ngữ thì chị cũng thấy rất là chật vật đấy. Học tiếng nào chị cũng thấy chật vật hết. Tuy nhiên ấy, thì chị nghĩ là khi mà mình học tiếng ngoại ngữ ấy, thì nếu mà mình có cơ hội được giao tiếp với cả người bản xứ nào, hoặc là mình làm thế nào đấy để mình gần nhất với văn hóa của họ, tức là mình học được ngoại ngữ không phải là mình chỉ học cái ngôn ngữ đấy, mình làm sao để mình hòa nhập với cái văn hóa của họ, thì mình cũng sẽ hiểu hơn vì sao họ lại sử dụng từ vựng này, vì sao họ lại có cấu trúc ngữ pháp như thế này. Thì chị nghĩ là cái đấy nó có thể làm cho mình dễ dàng học thêm một chút. Còn chắc chắn là khi mới bắt đầu học ngoại ngữ thì sẽ gặp rất là nhiều vấn đề về phát âm rồi từ vựng các thứ rồi. Em thấy ở Singapore thì đang lệch múi giờ so với Việt Nam và công việc của chị thì cũng em nghĩ là khá là bận. Thì chị đã sắp xếp thời gian của mình như thế nào ấy? Vì thực sự nếu mà để học tiếng Trung thì một ngày chúng ta phải dành ra khoảng tầm 2 đến 3 giờ để học và ngoài ra còn thêm các kiến thức khác thì liệu mình có thể sắp xếp được và cân bằng được nó cho tốt không ấy? Thì không biết là chị Linh có cách gì chị có thể chia sẻ một chút được không? Chị nghĩ là đầu tiên là những người công việc thì tất cả mọi người bây giờ nếu mà đã đi làm đã đến tuổi đi làm rồi ấy, hoặc là còn đi học thì chị nghĩ là thời gian đều đều rất là giới hạn, thì mình sẽ phải cân bằng với nhiều mục tiêu khác trong cuộc sống, ví dụ như đi làm rồi yêu đương, rồi rất là nhiều cái sở thích cá nhân ấy. Thì chị nghĩ là thứ nhất là chị cũng cố gắng và tranh thủ người học ở trên từ viện, rồi khi mà mình di chuyển từ công ty đến chỗ làm thì đến đến nhà hoặc ngược lại, thì cố gắng là sao chủ có thể là ôn lại chị thị trường hay ghi âm lại cái phần từ mới, và sau đó thì trên tàu trên xe chị chỉ tự nghe lại cái phần riêng của chính chị, hoặc là có những cái đoạn hội thoại mà ở trung tâm cũng đã gửi sang nghe cho mình rồi thì chị cũng sẽ cố gắng nghe. Về cái phần làm bài tập về nhà ấy, thì thường là chị sẽ dồn vào để làm trước khi đi ngủ, hoặc là cuối tuần thì cũng sẽ tranh thủ làm trước. Thực ra đúng thực sự là vì công việc rất là bận ấy, nên có những lúc là chưa học được cái bài đấy, nhưng mà chị cũng sẽ phải tự làm bài tập trước hoặc là tự ôn trước để mà lúc lên lớp mình tối ưu hóa được cái thời gian để lên lớp. Ngoài ra thì cũng may mắn là vì chị sống ở trong môi trường mà có rất là nhiều người bản xứ, nên là ví dụ như là có từ mới nào mình chưa hiểu hoặc có bộ cú pháp nào mình chưa chắc chắn, thì cũng có thể lên công ty rồi hỏi đồng nghiệp xem là mình phát âm như vậy đã đúng chưa, hoặc là có cách nào để vận hành cái câu đấy nó chính xác hơn không. Thì chị nghĩ là đấy cũng là một cái điểm rất là may mắn. Ngoài ra thì chị cũng có thêm một cái tip nữa là chị hay học cái ChatGPT. Thì ví dụ như là các cái mẫu ngữ pháp mà chị chưa hiểu lắm, hoặc là chị chưa phân biệt được các mẫu ngữ pháp đấy, thì mình cứ đem ra mình hỏi AI thôi, thì nói chung là cũng đâu đấy cũng cho mình đúng như câu trả lời mà có thể là trong thời gian trên lớp mình chưa có thời gian hỏi thầy cô, hoặc là mình hỏi về nhưng mà mình chưa chắc chắn lắm chẳng hạn. Thì AI cũng là mình tương tự rất là hữu dụng, sẽ giúp mình có thêm cảm hứng. Có phần chia sẻ học tiếng Trung và cả cái ngoại ngữ khác của chị Linh thì em thấy thực sự muốn thành công thì không thể nào chúng ta không đầu tư thời gian và công sức và cả tiền bạc nữa, đặc biệt là đối với việc trau dồi kiến thức và để phục vụ cho công việc và cuộc sống. Thì đặc biệt là về vấn đề ngoại ngữ, em nghĩ là ai cũng nên học thêm và có cho mình một cái ngôn ngữ để mà mở rộng thêm những cái cơ hội khác trong cả công việc lẫn cuộc sống của mình. Thì nhắc đến cơ hội thì em cũng sẽ xin phép để trên màn hình một số thông tin mà em tìm hiểu được rất là thú vị về chị Linh. Đấy là chị xuất thân từ trường đại học ngoại thương này, thông thạo hai thứ tiếng Nhật và Anh này, tham gia chương trình Hoa hậu Việt Nam 2018. 2018 là năm mà em nhớ là có Hoa hậu Tiểu Vy rồi Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Các chị rất là nổi tiếng, vừa có tài năng vừa có nhan sắc. Và ngoài ra thì chị Linh cũng là một tiếp viên hàng không rất là xuất sắc của Vietnam Airlines và là đại sứ du lịch của tỉnh Yamanashi, Nhật Bản tại Việt Nam. Ôi một profile quá đỉnh. Thì sự là rất là ngưỡng mộ ấy ạ. Tại vì em thấy hầu hết là mọi người những bạn mà học ngôn ngữ ra các bạn đều em nghĩ là đều có thành công nhất định trong công việc cuộc sống của mình. Thì ở phần mở đầu chị Linh cũng có giới thiệu chị hiện tại đang làm ở một công ty đa quốc gia về mảng tuyển dụng nhân sự.
thì em lại thấy đây là một cái ngành khác hẳn so với lại công việc trước đấy mà chị làm. Thì không biết là có cơ duyên nào mà để chị có thể có bước tiến như thế trong trong cuộc sống và công việc của mình, chị có thể chia sẻ không ạ? Ra là lúc trước ấy thì chị cũng đã có cơ hội làm việc tại các công ty đa quốc gia khi mà còn ở Việt Nam rồi, thì cũng rất là may mắn là chị vô tình biết đến việc làm tuyển dụng này ở Singapore và đang làm việc cho làm việc tuyển dụng về IT. Mình cũng là chị nghĩ là cũng là may mắn khi mà mình có một chút nền tảng về ngoại ngữ cũng như là một chút chuyên môn để mà mình có thể mở ra được một tấm vé ở nước ngoài. Thì chị nghĩ là có thể là cá nhân chị cũng có rất là nhiều người mà chị biết đều rất là mong muốn có cuộc sống thử ở bên nước ngoài xem như thế nào, rồi trải nghiệm những cái nền văn hóa khác. Thì chị nghĩ là việc mà đầu tiên là mình cần phải tốt về ngoại ngữ thì chắc chắn là sẽ có thêm nhiều cơ hội, và thứ hai là mình có chuyên môn, và thứ ba nữa là mình dám thử thôi, mình dám thử, mình cứ thử xem, nếu mà không được thì mình cũng đâu có mất gì đâu, nên là mình thử bước ra khỏi vùng an toàn thì chị nghĩ là sẽ đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Chị có một vài lời khuyên nào đấy dành cho các bạn mà sắp tới hoặc các bạn mong muốn làm việc ở môi trường quốc tế và các bạn muốn học thêm ngoại ngữ để có cho mình cái cơ hội để nâng cao năng lực bản thân và có cho mình cái cơ hội về 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 công việc được không? Rất là tâm đắc một câu là khi mà mình học thêm một ngoại ngữ thì không phải chỉ mình biết thêm một ngoại ngữ mà là mình mở ra cả một thế giới bởi với những cái người mà nói ngoại ngữ đấy. Thì chị nghĩ là đấy cũng là một trong cái động lực rất là lớn để mà học tiếng Trung, bởi vì khi mà học tiếng Trung thì chị không nghĩ đơn thuần chỉ là để mình giao tiếp với người Trung Quốc, mà mình có thể giao tiếp với rất nhiều dân tộc khác mà họ cũng đang sử dụng tiếng Trung, ví dụ như là Đài Loan, Singapore hay là người Trung Quốc sống ở rất là nhiều nơi khác nhau. Thì chị nghĩ là đấy là một cái cơ hội rất là lớn cho rất là nhiều người. Mọi người thường nói là Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân, nhưng thực tế là cộng tất cả những người mà đang nói tiếng Trung ở trên thế giới này lại thì không phải chỉ là 1 tỷ dân mà rất là nhiều người, đồng nghĩa việc là cơ hội của mình cũng mở ra rất là nhiều. Ví dụ hiện tại thì chị đang không có sử dụng tiếng Trung hàng ngày để trong công việc của chị vẫn đang sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên thì tại sao không, nhưng mình đang sống ở đại đất nước mà tính hơn 70% dân số họ nói tiếng Trung thì cũng có thể là mình tìm được cơ hội. Hàng ngày chị cũng tiếp xúc với cả công việc là tuyển dụng, có nghĩa là làm việc với con người, thì cũng là mình biết thêm bằng ngoại ngữ thì cũng có thể là mình sẽ dễ dàng mình kết nối với người khác hơn, với khách hàng hơn hoặc là với ứng viên hơn chẳng hạn. Thì mình nghĩ là khi mà các bạn có ý ở nước ngoài ấy, thì mình muốn đi nước ngoài thì đầu tiên là ngoại ngữ, và thứ hai là mình cố gắng mở rộng các cái cơ hội của mình ra, mở rộng cái tên của mình ra thì chắc chắn là cơ hội của mình. Lời khuyên rất là ý nghĩa cho các bạn khán giả sẽ xem được cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay và xem được video này của chị Ngọc Linh. Thì không biết là chị Linh có cảm nhận được không nha, bởi vì tiếng Trung ở Singapore như em đọc được trên các bài báo ấy, là họ sử dụng để những người gốc Hoa giao tiếp với nhau và thường là mỗi địa phương sẽ có một cách phát âm và cách những cái từ vựng khác biệt ấy. Thì bản chất tiếng Trung cũng có khá là nhiều biến thể nữa, cho nên là mỗi vùng miền sẽ có một cái đặc trưng riêng. Thì trong khi đấy chị em mình thì học là tiếng Trung đại lục, tiếng Trung tiêu chuẩn ấy. Thì em nghĩ có khi nào chị có cảm thấy là tiếng Trung mình học và cái tiếng Trung thực tế mà mình đang đang tiếp xúc nó có gì khác biệt không? Thì đúng là ở Singapore ấy, thì họ cũng nói tiếng Trung hơi khác một chút với đại lục. Tuy nhiên thì vì chị cũng mới học nên cũng không thể nào nói biết chính xác là kiểu họ khác biệt nhiều như thế nào. Tuy nhiên thì qua quá trình trao đổi với dòng người gốc Hoa sống ở đây thì chị cũng hiểu là họ có rất là nhiều dialect, họ có rất là nhiều ngữ điệu khác nhau, có người từ Châu, có người Quảng Châu, rồi Hải Nam, thì đó cũng là những người đồng nghiệp của chị ấy, và họ cũng chia sẻ là họ nói rất là khác nhau và đôi khi không hiểu được nhau luôn vì cái từ vựng nó hoàn toàn khác giống như tiếng địa phương của mình. Chị nghĩ là đấy cũng là một cái điểm rất là thú vị khi mà học tiếng Trung, và chị cũng cảm thấy có những điều khác nhau. Thì khi mà mình biết là có những điều khác nhau như thế mình cố gắng mình học thôi, mình cũng biết thêm một một ngữ điệu nữa. Ví dụ những người đồng nghiệp của chị thì có những người, tất nhiên là tất cả mọi người đều nói được tiếng phổ thông, thì họ được học, tuy nhiên thì về nhà với gia đình họ lại nói tiếng ở địa phương của họ ấy. Thì chị thấy là họ giống như là sao nhỉ, giống như là mình biết rất là nhiều ngoại ngữ khác nhau ấy, cùng là tiếng Trung nhưng mà nó lại rất là khác nhau. Chị cũng cố gắng là hỏi mọi người những cái từ tiếng địa phương đấy, rồi mọi người mình như là đâu đấy mình đấy cũng là một cái điểm rất là đặc biệt trong tiếng Trung, mà không phải là ngoại ngữ nào cũng có. Ừ, đúng là nếu mà kể cả ở tiếng Trung đại lục thì như em nghe giọng ngữ điệu ở Quảng Đông, Quảng Tây cũng khác, mà người Bắc Kinh họ nói cũng
cũng không phải là tiếng Trung tiêu chuẩn. Tức là thực ra là thậm chí là em nghĩ đây là điều thú vị. Chứ nó không phải là một cái mà để cho mình e ngại khi mà mình phải học tiếng Trung. Và quan trọng nhất đấy là nắm vững được những cái kiến thức cơ bản. Thì sau đấy tìm kiếm một cái môi trường giao tiếp để luyện tập thì sau đấy nó sẽ chỉ còn là vấn đề về thời gian để mình thích nghi thôi. Nhắc đến việc học thì em nghĩ hai chị em mình cũng khá là có duyên. Và duyên này thì sẽ đến từ Thanh Mai HSK. Chị Linh đã học tại Thanh Mai HSK từ con số 0 và hiện tại chị cũng đang bắt đầu học tiếp lên HSK 4. Đây là một cái bước nhảy vọt từ sơ cấp lên trung cấp. Thì không biết là chị có cảm thấy việc lựa chọn khóa học tại Thanh Mai là một điều đúng đắn không? Chị nghĩ là đầu tiên ý, khi mà chị quyết định là mình sẽ học tiếng Trung là khi chị nhận được lời mời làm việc tại Singapore ấy, thì chị đã quyết định học tiếng Trung rồi. Tuy nhiên thì lúc đấy chị cũng gặp một cái khó khăn là lúc đấy chị có khoảng khoảng 12 tháng thì mới ở Việt Nam trước khi mà chị đã sang Singapore làm việc. Thì lúc đấy chị muốn bắt đầu học luôn, nhưng mà nếu mà bây giờ mình học một cái lớp offline thì sau đấy mình chuyển sang Sinh mình sẽ không theo được nữa. Và ngoài ra thì cũng có rất là nhiều lớp họ diễn ra vào giờ hành chính hoặc vào cuối tuần ấy, thì chị cũng không chắc là mình có thể theo được. Thế thế là lúc đó thì chị đã trong rất là nhiều sự lựa chọn thì chị chọn Thanh Mai bởi vì có cái khung thời gian học rất là phù hợp với lịch học của mình, làm việc của chị khoảng 8 giờ tối đến 10 giờ tối về Sinh, thì chị thấy là kiểu cũng rất là phù hợp với giờ làm việc của chị. Ngoài ra thì tôi cũng hỏi những bạn bè khác mà đã học tiếng Sinh rồi thì mọi người cũng đều nói là Thanh Mai là một cơ sở rất là tốt. Thế là chị nghĩ là thế thì chẳng có lý do gì mà mình không lựa chọn. Sau đó em học thì chị cũng thấy là thầy cô hỗ trợ mình rất là nhiều, ngoài cái việc là trên lớp thầy cô giảng bài rồi giải đáp các câu hỏi, thì cũng có nghĩa là chị là một học sinh rất là sao nhỉ, rất là khó chiều, bởi vì là tự nhiên trong giờ làm mà chị có một cái câu hỏi gì đấy chị cũng có thể hỏi thầy cô luôn, thì cũng thấy là thầy cô cũng rất là trẻ trung và sẵn sàng giải đáp qua Zalo. Đấy thì và thầy cô cũng rất là hay hỏi han về việc là chị có một sinh con như thế nào, thì khi học những cái từ mới về ví dụ tàu điện hoặc là về việc quẹt thẻ hay là gì đó chẳng hạn, là chưa có quen trực lắm với bạn ở Việt Nam, thì các thầy cô cũng cố gắng liên hệ với câu chuyện của chị là chị đang ở Singapore, thì chị có thể có thêm cơ hội chia sẻ với mọi người. Thì chị thấy là giống như là mình học mà thầy cô có rất nhiều sự kết nối sâu sắc đối với mình, thì điểm mà chị quyết định là mình sẽ học lên trước khóa trung cấp thế thôi. Thế chị có thể chia sẻ với em một số cái cảm nhận của chị khi mà học online không? Tại vì thực ra có khá là nhiều bạn học đến Thanh Mai, các bạn ấy cũng tìm hiểu về vừa khóa offline và vừa khóa trực tuyến online ấy. Và các bạn ấy cũng thắc mắc và các bạn ấy ý là các bạn ấy phân vân rất là nhiều giữa cái việc là nếu mà học online các bạn sẽ sợ là không đảm bảo được hiệu quả mà các bạn ấy mong muốn. Thì nếu mà cá nhân chị Linh là một người đi làm rồi và cũng không có nhiều thời gian thì không biết là cái việc học online có chị cảm thấy là có ổn hay không so với đối với cá nhân của chị. Chị nghĩ là cái việc mô hình học online thì cũng trở nên phổ biến hơn từ sau Covid, sau thời gian Covid. Lúc đó thì chị cũng hòa cùng với mọi người, là chị cũng tham gia rất là nhiều khóa học online khác, có cả ngoại ngữ, ví dụ như chị bổ túc tiếng Nhật của chị, hoặc là học thêm những khóa học chuyên môn online rồi trên các nền tảng khác. Thì chị nghĩ là học online nó sẽ thưởng rất là nhiều vào cái tầm nỗ lực của mình ấy. Và thứ hai nữa là cũng thay đổi mindset của mình về việc học, tức là học là phải học chủ động. Lúc trước khi mà ngồi trên ghế nhà trường thì có thể là mình có cái thói quen học là thầy cô bảo mình học, mà hoặc là lên lớp thì giống như là có một người đứng ở trước mặt mình là thầy cô, mình phải rất là sợ, mình rất là nể, nên là mình buộc phải ngồi học bài vậy. Nhưng mà khi mà học online thì thực ra là phụ thuộc rất là nhiều vào tính chủ động của chính mình. Thì chị nghĩ là nếu mà các bạn khi bắt đầu quyết định học online thì tất nhiên là mình có rất nhiều lợi thế, ví dụ như là em đi trên xe buýt, em ngồi trên tàu điện, hay là em đang làm cái việc gì đó em cũng có thể tranh thủ em ngồi học được. Và thứ hai nữa là khi mà em học online thì sẽ có một cái lợi thế là ví dụ như buổi em nghỉ thì thầy cô đã có quay lại video rồi, nên là hôm sau thì em cứ thế em xem thôi, em cũng không bị bỏ lỡ cái buổi học đấy. Nếu mà sau cái việc là em học trực tuyến, em học trực tiếp ở trên lớp, em bỏ là em có thể là em đã bị mất hồng cái phần kiến thức đấy chẳng hạn. Thì cá nhân chị cảm thấy là mình thích học online ở cái chỗ đấy, bởi vì công việc của mình có những cái lúc mình phải OT, mình phải làm thêm thời gian ấy, thì mình buộc mình sẽ phải tham gia cái lớp học như đấy. Rất rất là tiếc. Đấy thì như chị cảm thấy là mình phù hợp với mô hình học online.
là bạn nào mà có tính hoặc là xác định được là bản thân mình có thể chủ động học được và mình có thể phù hợp với cả lớp đấy. Em cũng rất là đồng tình với quan điểm của chị, tại vì học tiếng Trung thì em cũng học qua cả các lớp off và lớp on rồi. Nhìn chung là nếu mà để không chỉ cá nhân tiếng Trung mà tất cả các ngoại ngữ khác và kể cả học cái gì chăng nữa thì cũng đều phải có mindset là học chủ động. Và nếu mà mình không biết thì mình sẽ phải hỏi. Mình phải hỏi liên tục và thực sự là các thầy cô thì luôn sẵn sàng để mà giải đáp cho mình tất cả những gì mà mình không hiểu. Và không có thầy cô thì cũng có các bạn trợ giảng nữa, nên là cái việc học online bây giờ cũng đã rất là phổ biến, và chỉ cần các bạn nỗ lực thôi thì nó đều sẽ có hiệu quả như là khi các bạn đi học offline. Thì thay mặt Thanh Hoa HSK em cũng rất là cảm ơn chị Linh vì đã dành lời khen cho trung tâm, và Thanh Hoa HSK thì luôn khẳng định là có thầy cô, các đội ngũ thầy cô rất là chất lượng. Ngoài ra thì đội ngũ giảng viên và đội ngũ trợ giảng các bạn luôn sẵn sàng 24/24 để mà hỗ trợ tất cả các bạn học viên. À, các bạn có thể tham khảo lời khuyên của chị Linh khi mà về việc theo học tiếng Trung đánh máy HSK ngay từ khi mà các bạn chưa biết gì. À, thì có một câu hỏi cuối cùng mà em muốn dành cho chị Linh, đấy là chị Linh có thể đưa ra một lời khuyên nào đấy dành cho các bạn sắp bắt đầu học tiếng Trung với kinh nghiệm chị là một người đi trước và bây giờ đang chuẩn bị có một bước tiến mới. Chị nghĩ là học thì nếu mà mình yêu thích nói thì mình sẽ dễ dàng học được hơn rất là nhiều. Nên theo chị ấy là về kinh nghiệm của chị ấy là vì mình bây giờ mình đang rất là không có thời gian mà. Nên kinh nghiệm của chị là mình nên cố gắng tắm trong cái ngoại ngữ đấy. Nghĩa là mình làm sao để mà trong cái cuộc sống của mình tạo giao tiếp được cái với cái ngôn ngữ đấy càng nhiều càng tốt. Có thể là ví dụ các bạn ở Việt Nam mình không có cơ hội được gặp người Trung hàng ngày chẳng hạn, nhưng mình có rất là nhiều cách để có thể va chạm được với cái ngôn ngữ đấy. Ví dụ có thể nghe podcast, có thể nghe YouTube, có thể gọi là nghe nghe bị động ấy. Ví dụ như khi mà mình đang tắm chẳng hạn, mình cũng có thể nghe một cái podcast gì đấy tiếng Trung. Rồi cá nhân chị thì là chị rất hay nghe nhạc tiếng Trung, thì chị cũng nghe nhạc rồi mình cố gắng là mình hiểu cái lời bài hát rồi mình hát theo này kia. Tức là mình có rất là nhiều cách để có thể vận dụng được. Rồi chị cũng có thể sử dụng AI hoặc là các cái tool công cụ app ở trên điện thoại để mà mình bổ túc thêm cái ngoại ngữ đấy. Thì đấy lời khuyên đầu tiên của chị là mình làm sao để mà mình tắm vào trong ngoại ngữ, mình học cái từ gì á là mình ngay lập tức mình sử dụng luôn. Thậm chí là trong cuộc sống mình có thể có rất là nhiều cách để mà mình va chạm với ngôn ngữ đấy. Ví dụ em học cái từ khóa là tủ lạnh thì em dán lên một cái sticker note ở trên tủ lạnh, rồi cái từ khóa là tủ lạnh hoặc là laptop hoặc là điện thoại chẳng hạn, thì em làm sao để mà khi mà em bắt đầu trong cuộc sống của mình em gắn luôn tiếng Trung vào cái cuộc sống của mình đi. Em giả sử như là em đang là một người Trung Quốc đi, em làm gì em cũng phải sử dụng tiếng Trung đi. Thì chị thấy đấy là một cách. Cách thứ hai nữa là đặc biệt với ngôn ngữ là sử dụng chữ tượng hình, như là Trung Quốc hoặc tiếng Nhật thì phải luyện thôi, phải quen tay thôi, phải viết rất là nhiều, rồi mình cố gắng viết đúng thứ tự. Viết sai thứ tự thì rất là khó nhớ, mình cố gắng viết đúng thứ tự, và nếu mà mình học sâu hơn một chút ấy, thì mình có thể cố gắng hiểu cái từ vựng đấy, cái hán tự đấy, vì sao họ lại tạo ra cái hán tự đấy, họ tạo đến từ những cái bộ gì, ý nghĩa của người ngày xưa, vì sao họ lại tạo ra cái chữ đấy, cái chữ ý nghĩa như thế. Thì chị thấy ở trên mạng vẫn có những cái câu thơ mà để cho mình dễ học thêm cái ngoại ngữ đấy, hoặc là có những cách diễn giải như thế nào đấy. Kiểu cái từ tốt là cái chữ hảo chẳng hạn, đấy là có một người phụ nữ và người đàn ông, nam nữ gì đến cạnh nhau là tốt chẳng hạn. Đấy thì tức là chị thấy là có rất là nhiều cái cách, cái tips để mà mình học và mình nhớ hơn ấy. Chắc chắn là hàn tự là một cái chướng ngại vật mà mọi người đều cảm thấy rất là khó để vượt qua rồi, nên là mình chỉ làm thế nào để mình luyện, mình viết quen tay. Thì thậm chí là mình có rất là nhiều cách, mình lên app này app kia, rồi mình đọc báo tiếng Trung như thế nào đấy để làm sao mình giao tiếp, mình va chạm với càng nhiều càng tốt. Em thấy chị Linh đúng là một người học bài bản ngay từ đầu ấy. Chị hiểu rõ được là cái học tiếng Hán như thế nào từ gốc để cho khi mà học lên cao hơn mình sẽ không bị khó khăn. Thì rất là cảm ơn lời khuyên của chị Linh dành cho các bạn. Và cũng em cũng cảm ơn chị Linh vì đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Qua những chia sẻ của chị thì em nghĩ là các bạn khán giả và em cũng sẽ tầm nào mà hiểu được cái tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặc biệt là tiếng Trung trong thời đại toàn cầu hóa. Và nói riêng với các bạn mà sẽ mong muốn làm việc tại các công ty ở Singapore thì 70% Singapore là sử dụng tiếng Trung, nên là các bạn có thể tham khảo thêm cái ngoại ngữ này. Và em rất hy vọng sẽ được tiếp tục gặp gỡ chị Linh ở một
buổi phỏng vấn tiếp theo khi mà chị Linh đã tự tin sử dụng tiếng Trung của mình trong giao tiếp và công việc, thì lúc đấy chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái điều thú vị hơn về việc ứng dụng tiếng Trung trong cuộc sống. Thì em cũng xin cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi đến hết video phỏng vấn ngày hôm nay, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong buổi phỏng vấn tiếp theo. Cảm ơn chị Linh. Hai, cảm ơn em.